bé này chụp hình với Võ Sư Lộc để về cho mẹ xem. Ồ, dễ thương quá. Có giờ không? Dạ. Anh này phải nhặt chứ vậy. Đây đây đây. Thôi chờ bớt lại liền. Nó chắc, chắc quá. Ồ. Khổng lồ luôn. Vô. Trời ơi, nguyên một tảng nặng lắm đó nha. Mình thấy chị dùng lực á. Bành sáng. Khó cả nhà ơi. Nè, ốc lươn là bao nhiêu? Bao nhiêu trọng lươn? Tên tiêu đề là bún riêu mà sao lại ăn bán canh cua trời. Ủa xin lòng ơi. Gì? Sao ngồi đây vậy? Anh thấy người yêu anh hôm nay hấp dẫn quá, diện mạo mới quá. Này nấu mấy cái nồi nhỏ không cả nhà, thấy món ăn người yêu mình hấp dẫn chưa? Đây với lại này mình thấy bên đây có món mới á cả nhà, là cái càng cua này nè. Tủ đồ rất là đẹp. Nhưng mà anh Lộc tính ăn món gì? Em ơi cho hết cái nồi đi, có bao nhiêu nồi cho hết bấy nhiêu nồi đi. được không 6 nồi á, 6-7 nồi á, trời ơi thôi nhiều quá, 6 nồi ăn không hết đâu. Vậy thôi mình qua quán kế bên đi, bên đây chỉ có một nồi thôi, anh ăn hết nồi này thì rồi xong. Rồi. Nói chung cũng đang thèm, nhưng mà món ăn người yêu thì mấy hôm nay mình cũng chưa thèm lắm. Nếu mà thèm món người yêu thì ăn bún rồi yêu. Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. Rồi giới thiệu cả nhà, đây là quán bún riêu tại địa chỉ 431 hẻm 431 Hậu Giang, phường 11 quận 6. Đó, có số điện thoại luôn. Rồi riêu riêu nguyên tảng luôn. Bây giờ chị sẽ lấy ra hả? Đó chị đổ ra em coi thử coi chị đổ làm sao. Wow, ôi ra kìa. Trời. Wow. Nhanh quá ha. Đúng là chuyên nghiệp quá rồi. Đúng rồi, nguyên bản luôn. Chị làm quá chuyên nghiệp. Dạ. Chị chắc chị hay ăn ở đây đúng không? Dạ. Chị là mối á. Khách mối á cả nhà. Đây bây giờ chị làm một phần dĩa rau. Quán mình bán đây được lâu chưa chị? 4 năm rồi em. Dạ. Em nghe nói chị mới có chi nhánh mới hả? Đúng rồi, chị gần như em mới mở chi nhánh em ở đường 239 ở Nguyễn Văn Luân á. Quận 6 luôn. Phường 11 quận 6 luôn. Dạ dạ. Ở đây mình thấy cái tủ đồ của chị nhìn rất là bắt mắt luôn. Nhưng mà quán của chị em thấy nằm hơi thụt sâu ở bên trong ha. Đúng rồi, tại mình bán ở hẻm á, mình không dám ra ngoài. Dạ. Đi trong chút. Đó. Đây là không gian bên quán nè. Để 3-4 bàn với một bàn ở đây nữa. Không gian đơn sơ thôi. Bán 2 tô này. Đây. Ô. Đây nè, nếu mà ăn riêu. Ăn riêu thì sẽ sắn ra. Ăn tới đâu sắn tới đó cho nó nóng. Dạ. Bún đi. Rồi 3 phần canh bún vàng ha. Riêu và canh bún luôn. Giờ cái này. Với nhỏ tư đó nhớ không? Đây 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 viên tôm đây. À cái tiền mà cái tôi ồ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ dạ nè, clip đi đó anh. Mình đã đây nè cả nhà, clip đó cũng nhiều view lắm á. Ừ nhiều bán nhiều quay fan đợi em tí làm. Bán đông quá cả nhà ơi. Ủa, tô đó sao giống bún thịt nướng vậy chị? Cái này là bún kêu. Dạ, nhưng mà chưa chan nước đúng không? Đúng rồi, mình làm vậy bắt đầu mình xay qua nè là mình mới nướng nè. Nhìn hấp dẫn quá. Tô này bao nhiêu vậy chị? 38.000. Wow. Giờ không giờ gì cũng 38 hết á. À, nó không giờ thì nhiều đồ ăn khác hơn. Đúng rồi. Nếu mà có giò thì không có thịt sắt, còn không có thịt sắt thì mình lấy giò vậy đó, thấy qua thấy lợi vậy đó, ăn thua khách à. Ồ.
Rồi tô 38 ngàn này ăn ở no cành thông luôn. Mà thấy là tới cổ. Dạ. Chị này ngày nào cũng ăn nè. Chị ngày nào cũng ăn mà mua về. Dạ, về mua về. Chị hay mua về lắm. Tô. Nào. Nè. Bò ốc hả chị? Đúng rồi, ốc cua về viên tôm nữa. Đầy đủ chưa? Rồi. Dạ làm cho chị này. Chả tôm, cua tôm. Ở đây là thấy có chả cá nè cả nhà. Đậu hũ. Cua nè. Thịt. Tôm nãy gì nữa? À, ô. Không phải chả cá. Ôi. Ốc ha. Tại sao nó lại trốn qua đây cả nhà ơi? Nguyên một cái viên riêu. Ốc không? Ô. Đây là cái này. Đổ viên thêm nè, quay đi. Đổ viên thêm. Còn đây là những cái phần gối. Ừ. Thêm riêu, thêm riêu. Ô. Lớn nhỏ đồ. Trời ơi. Bỏ đi. Nhìn hấp dẫn quá. Đây là có ốc nữa nè cả nhà. Bỏ sư Lộc đang thèm bún riêu thì đến quán này đúng bài rồi. Đúng không anh Lộc? Bận quá rồi. Ô sao tự nhiên quán đông đột xuất luôn. Thì ăn cái nào nói đi em làm tới đó. Thì đó ba phần. Rồi, ốc rồi. Lấy đầy đủ nhưng mà đừng lấy chả cá với thịt bạc miếng là được rồi. Ốc ở đây chị cũng sơ chế qua rồi đúng không? Đúng rồi, luộc rửa sạch rồi luộc sơ rồi mới xào. Xào qua nữa nha nên chắc là sẽ đậm đà lắm nè. Ngon quá anh chị, ngon quá. Mình bán từ mấy giờ anh, mấy giờ chị? 11 giờ rưỡi chị bán tới 9 giờ tối, có cái bảng ghi với em. À có cái bảng ghi luôn hả? Mình bán vậy mình có nghỉ ngày rằm ngày chay hay là chủ nhật? Không, bán suốt luôn à. Bán suốt luôn ha cả nhà ơi. Bán suốt luôn. Ở đây là có canh bún nữa hả chị? Canh bún, bún riêu, bún mắm. Dạ. Rồi bà có ăn gì nữa không? Chả cá không? Không, lấy vậy thôi ha. Cái này hình như là thịt mỡ. Cua. Cua, dạ. Cua với thịt xay. Thịt xay. Với trứng đánh lên. Cái này cũng vậy luôn. Anh Lộc ăn nguyên tảng này. Em gái này sẽ cổ vũ cho anh. Ờ, khoai lang cứng đó nha, cả nhà ơi. Đậu hũ quyết rồi luôn nha. Rồi, rồi, rồi. Có cả nhà thấy quán đông không? Dạ em không có đầu gối. Nhưng mình thấy quán này sẽ đông theo khung giờ cả nhà ơi. Khung giờ rất là đông. Nhưng cũng có khung giờ thì quán cũng có một khoảng. Để luôn ha. Dạ túi cho chồng đi, giờ nhiêu tiền ra ra này chị tính. Rồi bỏ vô. Bỏ vô. Rồi 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 rồi. Bây giờ em chờ anh đã đúng không? Tôi thích thích rồi, tôi thích thích cho ăn hết tô đó. Nửa miếng riêu. Trời ơi, thích kết luôn. Nửa miếng này đó. Bữa này là khỏi ăn bún luôn á. Hôm nay em tới đây thấy cái này nó hấp dẫn quá. Đúng rồi. Ăn hết nguyên cái thì khách sau người ta không có thưởng thức, ăn nửa cái. Chị còn cái này không? Còn em. Ôi trời ơi, con đặt khách sau. Dạ. Ôi, cái này là cái bà kìa. Chào bà. Bà không nhận ra. Bà không nhận ra. Nãy giờ kiếm bà ba. Dạ. Ăn bánh canh cua. À, nghe nói vậy bà mới nhớ. Bánh canh cua. Chào em. Chị em có quay cửa hộp á. Rồi cho em lên clip luôn. Hả? Trời đã gì chút con. YouTube đúng không? Rồi chào hai người nha. Bye bye. Này canh bún nè, dọn giờ trụng bún riêu ăn tô phải không? Nè chanh nè mẹ. Có em nào muốn em này phụ bưng không? Ừ hết vô đó. Bạn nào muốn em này phụ bưng không? Sang đợi chị chút đi. Giờ trụng tôi bún cho chú đó đi. Chào xíu nha. Giao trụng hả? Ngồi qua bệnh lại. Tại vì bỏ xin lòng. Đúng rồi, chủ yếu là bún riêu. Hai phần. Bỏ xin lọc sẽ ăn 3 phần bún thôi. Tại vì bỏ xin lọc ăn hết nửa tảng riêu đó. Má ơi. Anh suy nghĩ kỹ vô. Nửa tảng riêu đó là khoảng bao nhiêu gram vậy chị? Chị cũng không có cân nữa. Khoảng nửa ký không? Chắc trên à. Cái này chắc gần 2 ký á. Má ơi. Nửa tảng không? Nửa tảng là 1 ký á. Trời ơi. Nó nặng dữ lắm nè. Suy nghĩ kỹ vô anh trai. Nửa đây ha, chút qua cho tao nửa. Anh Lộc ơi, có cần em kìm anh lại không? Ba anh tám. Đừng có gọi nhiều quá ứ hử nha. Anh yên. Nửa luôn. 38 cho 40 đi. Thôi đi anh, em thấy lúc nào món nào anh cũng thèm hết á. Hay là 1/3 đi. 100 giờ đó. Nè nghe. Chứ chị nói 2 kg thì tính ra nó là 1 kg rồi. Thấy gì chứ nó chi nó nặng lắm mà. Thôi tùy anh Lộc quyết định nha. Rồi quyết định đi ha. Rồi. Rồi. Đây.
quá chặt chứ vậy. Liền trời lộn nó chắc quá anh Lộc. Mình phải ép vậy xuống. Đây đi. Đây đi, đây. Thôi chờ bớt lại liền. Nó chắc quá. Quá. Rồi ok. Rồi chị. Rồi cái tảng bự bên kia ha. Trời nhìn nó như ba ta vậy á. Chị phải trộn cho em rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ vậy nè. Chị bỏ vô này cho nó nóng. Rồi chị làm mấy cái kia cho người ta. Rồi. Rồi ok, rồi chị làm cho khách đi, chị làm cho khách đi. Rồi. Anh Niên, Dương đu qua. Lát nữa qua, dạ. Dương sẽ ăn thêm một quán cả nhà ơi. Rồi là qua giờ tới mình nè. Rồi bây giờ sẽ ăn cái gì đây? Không. Là mình lấy một phần thôi đúng không anh? Anh lấy một phần đồ ăn thập cẩm thôi đúng không? Không, lấy mấy phần? 3 phần. Ok. Một cái rồi. Giờ mới ăn nè. Đâu rồi cái điều rồi. Ồ. Khổng lồ luôn. Vô. Trời ơi nguyên một tảng nặng lắm đó nha. Mình thấy chị dùng lực á. Chị phải dùng lực chị hất lên đó anh Lộc. Rồi thêm gì nữa không? Thêm nhân tôm đi. Hai phần đồ ăn đi. Hai phần đồ ăn hả? Hai phần đồ ăn. Đúng rồi, hai phần đồ ăn thôi. Đó mình cầm lên, nặng lắm cả nhà ơi. Đó, chị có lấy thêm cái riêu này nữa anh Lộc. Ủa cái riêu này nhìn nó có màu khác. Riêu tôm. Riêu này khác cái gì, riêu này chị? Cái này là cua với thịt xay. Ừ. Với trứng mình đánh lên mình ép là nó mới thành là như vậy. Dạ. Còn cái này là thịt xay với con vuốt với tôm khô. À, cái này là kiểu truyền thống nè. Đúng rồi, liên chà bá vậy nè. Đó. Giờ là hai miếng nhỏ lại ha. Rồi đó, hai miếng nhỏ. Là lấy phần ăn giống như mình bán ở đây phải không? Dạ đúng rồi. Hai phần như là phần mà chị bán ở đây á. Phần này là chị nới tay nè đúng không? Wow. Chị cái phần thập cẩm chị sẽ bỏ ở đây. Cái đó là mấy phần hả chị? Cái này là hai phần nè. À là chưa có giò đúng không? Đúng rồi. Wow. Huyết cũng to quá nha. Hai con huyết mày quá. Hai phần Lộc, là khi thấy bên riêu bỏ Sư Lộc đã lấy giò ha. Rồi. Cái móng không rồi? Có. Rồi. Rồi. Rồi cái móng kìa. Một cái móng. Giờ một cục giò. Giò. Rồi. Ốc luôn. Có ốc không? Tập cầm có ốc không? Có. Có ốc luôn. Cắp ốc vô. Nè. Bà là đây, chào bà. Hôm nay tới con ăn. Tới con ăn tô này. Lần trước mình đến là bà phụ trì á. Dạ đó. Bà kêu thằng ốm là trước ăn được, không lẽ chú dạ. Mập này chú ăn được. Nếu là như vậy nè, là như vậy nè, là hai phần, còn cái này là viên. À, rồi ok hiểu rồi. Một bảng này là hai phần. Là hai phần. Thêm này là sáu phần đúng không? Đúng rồi, còn cái này là những cái này là thêm. Để hồi quay cho cái khách tưởng đâu mà bự gì chà bá như vậy. Đó, chị giải thích cho khách hiểu quá. Order. Đúng rồi. Cả cá nữa. Dạ, như là cái này là hai cục với hai viên này nè. Là hai tô với huyết đồ là đầy đủ. Với lại chả cá nữa. Đó. Một phần vậy là hai cục chả cá. Hai miếng chả cá. Dạ. Ha. Rồi tàu hủ vô nữa. Tàu hủ nữa. Rồi, 4 miếng hả chị hay là sao? 4 miếng. Một tô là 2 miếng. Đúng rồi. Đã đủ phần luôn á. Bánh. À, bữa nay chú này ăn là chú nặng dữ rồi bà. Rồi bà ơi lên chuột luôn rồi nè. Chuột này Trang thích tập quá. Dạ. Yeah. Trang đứng lên cho em đi. Ơ. Anh đứng đâu anh đứng chỗ. Ồ, cái chuột tươi. Ồ. Giờ con lấy huyết rồi. Trời ơi. Anh đã thấy nó nặng lên nhiều hơn chưa? Không xong rồi, đẹp okay. Rồi chị ơi. Rồi hay nhiều quá lắm. Nhiều lắm. Ôi thôi. Rồi. Hai. Dạ hai tô sao chị? Bé này chụp hình với Võ Sư Lộc để về cho mẹ xem. Dễ thương quá. Có giò không? Dạ. Mẹ được không? Đũa này để con pha nước chấm, đũa này để con ăn. Rồi anh Lộc làm bảy cái bàn rồi nha. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Em đó lần trước cổ vũ mình ăn hết tô bánh canh cua cả nhà ơi. Và lần này hy vọng là em sẽ qua để cổ vũ Sư Lộc ăn hết tảng riêu. Trời ơi. Tảng riêu này nhìn nó vậy mà nó là cứng chắc rồi.
nó tiềm tàng quá. Ao ra lọc, sắc lên là lọc. Khó cả nhà ơi. Nè, ớt lường là bao nhiêu? Bao nhiêu trọng lượng? 800g. 800g nha cả nhà. Và 3 tô bún riêu thập cẩm. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời bà cô chú, bà quan viên này bữa nha. 800g là rất là nhiều luôn á nha. Mọi khi anh em mình ăn là tầm 500 là cao rồi. Dương cầm, Dương cũng biết mà. Dương thấy nó. Dương cầm lên á, cái muỗng nó trùng xuống xíu. Ăn huyết trước. Nay mình quay là ngày 20 tháng 11. Mình xin phép lau bảng nha. Đó, lau bảng. Vui lắm, giờ vui lắm em. Vui lắm, chúc anh. Từ đó Dương, em hãy nhớ những lúc thanh niên thăm ngàn anh em mình. Đây là cơ hội đây mà. Tại vì Dương cái nhà thường là mình hẹn Dương ra, quay cho Dương xong rồi Dương đi làm rồi, chứ Dương không có đi quay tiếp với anh em mình á. Hôm nay Dương giờ vẫn còn sung sức nè. Anh nhớ không làm cái áo này em mặc là đi ăn với bún riêu đúng không? Đó. Bún riêu. Bún riêu, đây bún riêu. Bún riêu. Bún riêu chợ Bến Thành. Bún riêu gánh á. Hôm nay bỏ xin lọc ăn bún riêu này là bún riêu bánh kem. Cái tảng riêu nhìn như bánh kem vậy đó. Quay luôn hả? Vô đây. Vô đây. Vô đây gì đâu em. Tiếp nào. Chắc là em cũng hay ghé đây ăn đúng không? Dạ. Hồi nãy mình ghé đây là mình thấy bé đang ngồi ăn. Nên các anh em ghé đây có thể sẽ gặp được bé. Riêu tôm. Dạ. Ồ. Ôi, đặc biệt. Riêu tôm này sao thấy cũng to quá vậy? Ôi người anh Lộc em nhìn thèm quá. Tranh thủ giúp thanh niên đi. Tranh thủ giúp đi, lát nữa thanh niên. Nhìn em nhìn thèm quá, xem xin một miếng được không? Thơm quá, thơm luôn á cả nhà. Mình là món ngon đâu phải bỏ qua được những người em hiền được. Đúng rồi. Tên đi hùng này phải chấm ngập mắm thôi. Đấy xài. Những miếng nước là anh, những miếng nước. Trời ơi. Em về nha mấy. Rồi, rồi chào, chào em. Chào hai em nha. Hai bé dễ thương lắm cả nhà ơi. Oh. Ông em ăn cái này bảo đảm là em thấy là những kỷ niệm á. Kỷ niệm gì? Kỷ niệm cái tảng riêu bự của mời em cả nhà. Lộc ăn thêm với mắm tôm á, hương vị rất là đậm đà. Ăn này vào mà giống như mình có cái vị bún lạc lạc xíu á thì nó sẽ rất là hài hòa với nhau. Nhưng mà anh cho em, anh không cho Dương đâu được. Đúng rồi. Dương kiện luôn á. Dương kiện liền. Với lại bé bé Sia sẽ kiện á. Tại sao là đại đô ba không cho tiểu đô ba? Tiểu đô ba đây. Tiểu đô ba đây. Dương sẽ có món khác. Rồi cái huyết này ăn á tuyệt vời luôn á em. Ghê vậy. Ủa hôm nay không định giá huyết hả? Cái gì? Không phân loại huyết là gì hả? Huyết này thì là huyết heo rồi. Ủa? Cái muỗng đó sao không có được cái muỗng ở đây? Muỗng nó bự quá vậy anh? Gì? Dương anh phải mời em. Phải mời. Chảy hơn. Đó. Dương là ăn cái riêu riêu cua đồng á. Nè. Rồi dứt luôn Dương ơi. Bữa trước cục riêu của Dương chà bá mà. Bữa nay mời như đây thì mới vừa Dương chứ. Với lại lần trước vừa ăn cơm dữ quá. Anh đi ăn cơm 2 lít rồi và ăn thêm một cơm nữa. Ngon không? Đó. Cái có riêu đã ha. Cái riêu đã hay Dương? Nghĩ ở đây nếu mà ai muốn ăn thêm riêu á, nói chị sẽ sẵn ra và chị cho vào cái chén á. Rồi ngán không Dương? Bán cho một phần bao nhiêu tiền đã ngán. Ngon lắm, thịt cua. Ngon quá, ngon quá. Trời muốn quá văng rồi. Và thử hết chính nha. Rồi. Hết chính là cái gì? Đây. Bạn riêu phép. Sẵn nè hả? Không à. Sẵn nè rồi. Rồi. Chắc lắm. Đây là mình nhớ tới món canh bún ở Bình Thới. À. Đây là riêu cua đồng. Có riêu cua đồng cả nhà. Có thêm thịt nạc xay, có mỡ nữa. Cảm giác nó khác so với cái riêu tôm nãy Hùng.
cái thành phần thịt của nó sẽ ít hơn. Anh đi này rất là chu đáo. Mà chủ yếu là riêu không mình. Đó, anh ăn hết một một góc của cái riêu rồi đó. Và anh đã thấy sự khủng khiếp của nó chưa? Ghê quá. Cho bún đi. Phải né nó ra liền. Dạ. Quay qua bún rồi. Dương nói bụng cho em. Chua nữa hả? Ồ. Chúc cho Dương ăn cơm tắm cây gõ. Thôi em cứ chụp cơm em mới sợ. Chị, nghĩ anh ăn hết không? Hết ha. Em ăn hết không? Chị nghĩ em ăn hết không? Hết. Còn ngon là sẽ hết. Hoa. Hay quá. Em cũng chưa nghĩ là em ăn hết luôn. Cái này nó nặng quá. Để cố gắng chị. Cho heo. Cũng may là chị đã cảnh báo trước là tảng riêu đó 2kg. Cái thanh niên này mới bớt lại cả nhà. Chứ không thanh niên lấy nửa tảng là 1kg liêu. Tại vì ép cho nó chắc xuống mà. Dạ. Chị riêu chị ăn hai người này khen ngon luôn nè. Tiểu Đô Ba với Đại Đô Ba. Bánh sáng rồi. Nói gì vậy? Rồi, đừng nói mắt xương của cái giò nha. Xương của chả cá à? Chả cá nó có xương. Không, chả cá xương mà. Cộng bún á. Cộng bún. Rau muống. Kiểu nó kẹt vô con cửa giống như móc câu vậy. Móc ra bê đan này nè. Tiếp. Hôm nay mình quay giấc này là trời cũng còn sáng á nhà ơi. Mà trời mấy bữa nay có... Đúng rồi, âm u lắm cả nhà. Đó chịu nổi luôn. Gần hết rồi cả chú. Ghê vậy. Cố lên anh. Hãy dứt cái miếng riêu trước đi. Mẫu quá vừa rồi, ăn mẫu quá rồi. Để xe ở trong đó cũng được cả chú. Cái gì? Bay min mấy go gì em? Go mod là go gì em? Là go food á. Go food em trai à. Hồi nãy em nghe cái gì mod. Hết hồn á. Tiếng Anh của vô nha, anh thấy tiếng Anh của em rất là đỉnh đó nha vô. Em gọi anh với cái tên là Funny Hùng lên. Chắc tới đây thì Em ông xạo à. Dạ. Chú kiểu nó vô tới đang uống riêu mà thấy thanh niên nè ăn uống riêu nghe quan phải ăn bánh canh cua thôi mà cái mụn đó hả. Dạ của em nè. Anh hết ăn rồi, anh giờ em ăn là no rồi. Dòm ăn là thấy no luôn rồi. Quá khủng luôn này. Ồ tặng riêu, tặng riêu thấy voi đi rồi đó. Riêu này sẽ không cản phá được con sinh lộc đâu. Cản nổi á. Dạ. Trứng à, trứng á. Căng thiệt. Bỏ lại nè. Nó ăn được trường thì sẽ hay được ép lực nó. Dạ. Được ép quá. Đừng ép quá. Để từ từ thì nó ăn được. Thì lực của nó ăn được hết á. À. Cũng phải ép á, đừng có hỏi nhiều. Ok. Để từ từ thì sẽ ăn. Lúc em. Chú uống mấy chai rồi đúng không? Đúng rồi. Nhìn là biết liền. Anh nói đúng quá. Ba thưởng ăn một miếng riêu thôi. Được không anh? Mời ăn miếng riêu được không? Ồ. Cái đó là cũng ngon mà. Dạ. Chú đâu? Dạ. Nếu mà chú ăn dù cái là đúng rồi. Không đúng rồi. Ừ. Hai mấy giờ chú ăn nào? Chú ăn uống riêu hay là chú ăn bánh canh cua? Dạ. Chú ơi, chú chạy ra ăn đi là cũng no rồi. Nhìn thấy no luôn hả? Ơi giời. Ai quay gần nha cả nhà ơi. Mấy cái món ăn khác bọn sư đọc đang ăn gần hết rồi. Ôi có ốc nữa. Anh ốc này cũng ngon ha. Nãy em ăn thấy miếng ốc á. Được là chị xào qua rồi. Hơi thấm gia vị. Dạ. Nhưng mà những miếng ốc này sau cùng á nó sẽ giống như những Bombi chưa? Giống như những đặc công á. Nó sẽ kích nổ và phát ra những cái mùi tanh ở trong miệng của mình. Cái gì ghê vậy? Đặc công thì thường là sẽ rất là rắn anh. Kiểu như bơi lồi rồi đặt bầm cuối á. Tôi ăn trong miệng không?
em không nghe rồi, để về em nghe lại clip edit mới nghe được. Em không nghe gì hết, em cần gì hết chứ em đâu nghe gì hết. Đúng rồi, anh Yên này đôi khi vậy em khó hiểu lắm. Nhưng mà anh nghe anh thấy bài anh cắt luôn à. Biết bài biết. Trời, Võ Sĩ Lộc anh thấy là đang rất cố gắng nữa mà thì triệt tiêu cái viên riêu quá. Đúng rồi, anh cũng cố gắng ăn nhanh xíu để cho Dương cứ từ từ đi anh, không sao đâu. Là nãy qua không có thời gian. Nhiều nước béo quá. Đúng rồi. Ủa anh đi ăn cũng nhanh ghê chứ vô ha. Nay chắc là tính học để mà tọa tài với ẩm thực đồng quê. Cái đó đồng quê ăn nhanh lắm cả nhà ơi. Cả nhà có thể coi lại cái chuỗi series đó đây nè cả nhà. Rồi đây, bất bại. Thôi, em không chấp nhận đâu. Bạn Dương khiêm tốn lắm. Bạn Dương đã thắng anh Ba Móc nhưng mà bạn rất là khiêm tốn cả nhà. Anh Lộc ơi, em nghĩ là anh không nên húp nước béo. Dạ, ăn hết cái rồi hả? Đúng rồi, hết cái thôi là cũng dữ rồi đó. Hay là mình đổ ra nước kia. À, không thì mình đổ nước kia đi. Chứ nước này nước béo quá cả nhà ơi. Nhiều nước béo quá. Dầu quá. Ăn vào nó sẽ rất là khó tiêu và nó không tốt mà. Dầu điều. Cái nước béo quá cả nhà. Thật ra nó sẽ rất là ngon khi mà mình ăn một tô bình thường trang thêm một miếng nước béo và cái màu nó nhìn đẹp lắm, nhưng mà khi mà mình ăn cái tô số lượng lớn như vậy á mà mình lại húp hết nước nữa thì nó sẽ thành ra không tốt á. Wow, sắp hết cục riêu rồi. Sắp hết rồi, hết luôn à? Một ít à? Wow, hay quá. Anh Lộc chắc là cũng mới làm xong đúng không, nên đói nè. Ra đó mua bàn. À. Đang nhậu đang ngồi trong là khó đúng không anh? Không có dễ đâu. Kiểu như mình nhai giống Dubai á là cái khả năng mà cắn á nó rất là ít. Mình phải cắn rất là nhiều nhát nó mới hết cái miếng thịt. Còn mình nhai mình thả miệng ra thì nó sẽ ăn nhanh hơn. Nhưng mà Dubai ăn như vậy đó. Nhây quá Dương ơi. Đây là quá nhây rồi. Vẫn ăn theo kiểu của Dương. Wow, trời ơi. Nhìn nó giống gì vậy? Giống như những cái em biết là khi mà xây nhà Minecraft á anh. Trong game Minecraft á nó có mấy cái tảng buông buông nè. Trong khi xây nhà em ép cọc á là cái máy ép cọc nó sẽ có những cái bê tông để nó giữ lại. À. Nó không có lúc mà rinh mấy cái cần lên á bỏ qua đây ép nè. Đúng rồi. Nó giữ cái bên đây lại là mấy cục này. Chắc cũng cả nhà ơi. Cả nhà thấy nó không có bị bể ra nhiều nha. Khó vô nhà kiểu em á. Nhà kiểu em kiểu cái hàm nó không mở hết á mà nó phải nhai cái lượng thịt trong đây nè. Nhai thử rồi mình mới thấy được cả nhà ơi. Không dễ. Nhưng mà ba em rất là thích cái cách ăn của Dương nha. Kiểu như ăn không có nhóp nhép. Ăn như vậy là nó không có nhóp nhép. Không phát là tiếng động á. Đó là em bắt chước giống như ở bên Busan Hàn Quốc. À. Cái gì? Busan Hàn Quốc độ. Mà để cho Busan. Tiếng Anh của em anh thật là sò rồi đó Dương à. Em mới lọc chơi với nhau được đó Dương. Anh Yên này cũng nhiều khi tiếng Anh là cũng hay lắm rồi. Dạ, yeah, cắn phải 4-5 nhát mới hết luôn á. Cắn một cái là nó gặp cái miệng luôn anh. Anh có nghe những con cua đang chạy lào rào trong miệng không? Không. Không luôn hả? Nó đầy quá đúng không? Nó ngạt ở trong đây à. Nó chỉ đang quấu vào rưỡi anh hả? Quấu rưỡi anh hả? Cái đó giống như là ngày tật thế của các em cua rồi. Nhưng mà nó đâu có ngờ được. Sao bên đây là những cái máy tay cua mà. Đó. Dương đã giác ngộ đó rồi cả nhà ơi. Rồi, hết rồi. Sao? Chắc Dương giờ do đổ nước lèo cho anh Lộc là đẹp luôn á. Rồi, giờ anh Dương sẽ đi đổ nha cả nhà. Ý là giữ cái móng. Giữ cái móng. Giữ cái móng, ok. Sao rồi anh trai? Béo quá. Anh thấy cái quyết định của em là sáng suốt không? Ba phần đã ướt rồi. Rồi. A few moments later. Dương đang tính làm gì đó cả nhà? Ồ. Để Dương tốt không?
Hay quá người em. Hình như là mực nước thấp hơn xíu, nhưng mà đồ ăn thì vẫn nguyên. Đúng rồi, đồ ăn vẫn nguyên đó cả nhà. Mà nước này nó sẽ không có béo. Cố lên anh trai. Thôi để công bằng đi. Mực nước này bị thấp hơn rồi. Nhưng mà quyết định ăn hết rau. Rồi cho vô luôn. Giờ nhìn giống bún quá. Nhìn mấy cọng giá giống bún quá. Cái cơm tắm ở vườn. Thằng Mập Phút ăn có 15 phút mà. Cơm tắm mà em tính tính nói đi thi á. Ăn 15 phút. Mập ăn nhanh lắm. Nhớ hồi đó ăn thi mì với anh là em nhớ rồi. Mập gác anh phải 2 gói chứ. 2 xác á như. Sắp tới phải mời Mập làm một nhát clip thôi. Vừa có muốn solo tại đôi với Mập không? Anh có vậy không? Cái cư vườn để anh. Để anh với anh Mập. Ok. Em chỉ cổ vũ anh đừng xa. Mấy vườn đứng gần Mập Phút là chìm nghiệm luôn á em. Giống như người anh đang che chở cho người em luôn á. Anh nói vui á là bụng của Mập Phước có thể chứa bên đây hùng trong đây. Đây này. Anh cứ dậy không à, sao anh cứ hay dậy không à. Thôi mình biết Dương có một bài rồi nha cả nhà. Dương có một thói quen á. Sao anh cứ dậy không. Rồi cái móng. Vẫn còn ngon, vẫn còn ngon. Anh tới bây giờ muốn bị gút quá. Hồi đó bạn đòi mang rau luôn rồi, và sao có rau nữa. Sao lạnh quá không? Gió lạnh, cảm giác bên đây lạnh. À, máy lạnh bên đây ùa ra luôn. Ồ, bánh canh Trảng Bàng có máy lạnh luôn. Quán này mình đã từng quay rồi cả nhà. Ở Sài Gòn mình nhiều quán bánh canh Trảng Bàng á. Đố em, Trảng Bàng ở đâu? Ở đâu em? Nãy mới nói cái đột luôn. Trảng Bàng ở đâu? Anh đi nào? Mới nói cái đột luôn. Tỉnh nào? Tỉnh gì? Không, đâu biết được. Trời ơi, lòng ơi. Một tỉnh ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Có Hồ Dầu Tiến. Tỉnh đó có Hồ Dầu Tiến. Em có nghe đó rồi đó. Tỉnh đó có núi Bà Đen. Phải rồi. Thôi đã chết hết hả? Chắc phải cho Dương đi đi một chuyến thôi. Đã chết cho Lộc rồi, hiểu hay sao? Rồi, em nó biết. Trước khi anh hỏi nó là nó kêu bánh canh Trảng Bàng Tây Ninh rồi. Phải. anh đang còn kêu à. Là sao mới nói cái đột luôn. Anh không nghe luôn. Anh ăn no anh cứ tưởng ai đầu óc cũng mụ mị anh hết. Dương diễn hay không? Nhưng mà hỏi này nè. Sa đéc ở đâu? Ở đâu? Ở đâu không biết rồi. Làng hoa Sa đéc. Làng hoa Sa đéc. Em chưa đi đâu, không có được biết gì à. Sóc Trăng. What? Phải không? Sóc Trăng. Phải không thanh niên? Chắc chắn. Sóc Trăng. Rồi ok. Ok anh khẳng định này thôi. Em phải anh sệt lại. Em cũng không dám chắc nữa. Nhưng mà em nghĩ là ở Đồng Tháp. Sao đấy là Sóc Trăng em. Tối về sạch ra Đồng Tháp. Sạch liền. Ở đâu cũng được mà. Ở đâu cũng được mà. Very good. Rồi, hấp nước luôn. Đang cho tay lên đó. Kiểu cái miếng riêu trong đây á, nó kêu cái miếng riêu này vào đi các con á. Nó nhờ cái hơi của anh để lan tỏa đi cái... Để cho con nó tìm đường để đến nơi với mẹ nó. Nhưng mà mẹ ở bên trong đang dần chuyển màu rồi. Em nghĩ anh Lộc có thêm một cái người phụ được rồi đó. Chuyển màu rồi chuyển theo màu cam á em. Màu cam của nước lèo á. Đây cả nhà coi cái tủ riêu này cả nhà, thấy chưa? Vẫn còn rất là nhiều nha.
Đó, các chị em thấy không? Còn nhiều lắm. Rồi, vô. Nói luôn chị ơi. Ừ. Quá ngon. Chắc nhờ em trai rửa rửa cho mình cái này. Hello, YouTube ơi, em đang ở đâu vậy? Em đang ở kế bên anh Hùng hả? Mà anh Hùng đang quay phim. Chạy qua bên kia cô tạp hóa kêu lấy dầu ăn rồi kìa em. Hồi nào anh xin ly là Neptune. Mấy này mình hay nói về dầu ăn á, thực chất là Dương làm trong siêu thị á sẽ có nhiều cái chương trình mà giảm giá của các mặt hàng và trong đó có dầu ăn đó cả nhà. Nên mỗi khi nói như vậy là anh em mình nói vui với nhau để giúp cho những bữa cơm của gia đình đó thêm phần dầu mỡ, thêm phần béo để mình làm cho cái món ăn nó đậm đà hơn. Về món bún riêu ngày hôm nay á, mình rất là ấn tượng về cái cách mà đổ riêu của cô đổ rất là dứt khoát, chỉ cần cự xung quanh nè, một cái là ra hết luôn. Lúc đầu mình cứ nghĩ là nó bở, nhưng mà khi mà cô cắt con dao vô nó dính lại cả nhà. Là mình nghĩ là nửa miếng ra mình ăn lâu á, nên mình đã nhanh trí rút lại và rút luôn cái số phần luôn, tại vì cái số lượng bún của cô ở đây bán cũng rất là nhiều, nên hôm nay mình xin phép ăn hai phần rồi cả nhà thông cảm nha. Không, anh ăn ba phần bún, hai phần đồ ăn, nhưng mà bún thì ăn 3 phần. Đúng rồi. Và cái số lượng đây thì ok em. Cảm ơn em. Em trai này là con của chị chủ ha, em fan cứng của kênh luôn á. Em có gia đình chưa? Chưa. Có bồ chưa? Chưa. Ôi chưa có bồ luôn. Các anh em, các chị em ơi, tới đây ủng hộ cho cô chủ. Biết đâu sẽ trở thành biết đâu là đi 1-2. Rồi, nói tới đó thì mình cũng thấy vui quá. Nhân đây thì mình xin ship luôn người em của mình là Đu Ba. Đu Ba vẫn tên thân lẻ bóng nha cả nhà. Đó cả nhà. Đu Ba, chào mấy chị em đi Đu Ba. Dương Đu Ba là cần người đi chơi đêm Noel. Dương Đu Ba gần tới Noel rồi em. Mình cố gắng lên em. Và cái mắm tôm cũng như là Hello. Trời ơi. Cô mẹ ơi. Quá dữ. Là mình nhớ tới cậu bé. Thôi tiền. Ủa nó chạy kìa. Chưa thấy tiền hả chị? Chạy quay lại lấy tiền. Này phải hù nè, phải hù. Hổn quá rồi. Sao nãy giơ tay với chú vậy? Giờ là không có ngoan nha. Nhớ chưa? Nhớ không? Con cho tiền. Giờ đừng có giơ tay vậy nha. Con giơ lại cái tay coi. Không có được giơ tay vậy chào nha. Chào mày nè, con chào mày nè. Ừ. Đó. Rồi lại lấy tiền đi. Mình thì cũng nói thiệt với cả nhà là mấy em bé này đó, mình dạy rất là nhiều. Bé này mình đưa vô cho mình là mình ép ngang liền thôi chứ. Đúng rồi. Giỡn chứ nó cũng nhỏ mà, bé còn nhỏ lắm. Rồi, về cái bún riêu ở đây thì mình nhận xét như đó thôi. Còn lượng cái topping mà các bạn thấy lúc đầu quay lên rất là nhiều mà bây giờ đã vơi đi vậy rồi. Các bạn cũng biết được là như thế nào rồi ha. Bye bye chú. Quay qua làm thêm nhát nữa. Đó là clip Võ Lộc đã hoàn thành tô bún riêu với tặng riêu nặng gần 1kg luôn á. Tại địa chỉ số 431 đường Hậu chắc Giang, 11 quận 6. Nhà có dịp hãy ghé qua để ăn thử nha. Ở đây có hai loại em riêu cầm luôn. Lên mọi cái tô không ốc, rồi nói chung là đầy đủ các loại luôn. Bên đã bán bún riêu và có canh bún nha cả nhà. Thì nếu mình có cái fan bên trên Facebook những người yêu mến nhưng mà muốn cập nhật các sự kiện, cái chả tôm thì đặc biệt nha. Cái riêu tôm á. Mọi người hãy đăng ký cho kênh Phan Đi Hùng Vlog trên YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Phan Đi Hùng 116 và Võ Sư Lộc. Và hãy TikTok ngắn là Phan Đi Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phan Đi Hùng. Trong thời gian sắp tới thì các bạn có bất hát nào thì đã là bình luận như comment. Mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để là clip cho nhà của mình thức nha. Ok, xin chào các bạn.